Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Dùng chiến thuật biển người ứng phó Nga, Ukraine sẽ tự hủy hoại quân đội là sai lầm. Sự ủng hộ lan rộng dành cho Ukraine được coi là điều khiến nhiều người bất ngờ. Các chính phủ châu Âu, vốn trước đây trung lập hoặc thận trọng với Nga, nay đã đang sát cánh cùng Kiev. Cùng với đó là nhiều nước đang gửi viện trợ quân sự. Không những thế, sự ủng hộ này còn đến từ cả các cá nhân là công dân bình thường, những người nghe theo lời kêu gọi của Tổng thống Vladimir Zelensky cùng tham gia cuộc chiến đấu đối đầu với chiến dịch quân sự của Nga. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine đã đăng trên tweet kêu gọi những người nước ngoài sẵn sàng bảo vệ Ukraine như một phần của quân đoàn quốc tế có thể đến liên hệ với các cơ quan ngoại giao của Ukraine. Hàng chục người Mỹ, Canada và những quốc gia khác đang đáp lời kêu gọi cầm vũ khí, trong khi Ngoại trưởng Vương quốc Anh Liz Truss thể hiện sự ủng hộ đối với các công dân Anh có ý định tương tự. Theo Daniel Beeman, chuyên gia chính sách đối ngoại tại Trung tâm Chính sách Trung Đông, những nỗ lực đó là điều dễ hiểu và động cơ đôi khi xuất phát từ máu anh hùng, nhưng đó cũng có thể là một sai lầm và các chính phủ nước ngoài không nên khuyến khích kiểu chiến đấu cá nhân như vậy. Làn sóng quân chúng điển hình gần đây nhất có thể kể đến là các chiến binh thánh chiến tham gia chiến đấu ở Afghanistan Iraq và đặc biệt là Syria cùng các quốc gia khác. Căng thẳng hiện tại ở Ukraine có thể sẽ khác với các cuộc xung đột, thánh chiến, nhưng vai trò và hiệu quả của các chiến binh nước ngoài có thể sẽ giống nhau. Về cơ bản, sự xuất hiện của các chiến binh nước ngoài chỉ giúp tăng thêm nhân lực và hỗ trợ phần nào đó cho các chiến binh chính quy. Tuy nhiên, có những rủi ro đến từ các chiến binh nước ngoài có thể gây hại cho lực lượng chính. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bản thân các chiến binh này cũng có kỹ năng, một báo cáo chỉ ra rằng các cựu binh của lực lượng đặc biệt Mỹ và Anh đang chuẩn bị triển khai tới Ukraine. Sự chuyên nghiệp của nhóm này chắc chắn sẽ giúp ích hơn nhiều khi so với cá nhân không chuyên. Trong nhiều trường hợp khác, các chiến binh nước ngoài tiến bộ hơn khi trải qua những đợt chọn lọc tự nhiên tàn bạo trong các cuộc chiến. Các chiến binh nước ngoài thường hữu ích nhất trong cuộc nổi dậy hoặc các cuộc xung đột mang tính chất du kích, còn trong cuộc chiến bảo vệ đất nước thì còn để ngỏ, khi tinh thần không thể bằng với những chiến binh sở tại. Ngoài ra, một số công dân có thể bị bắt, biến thành con tin hoặc trở thành đối tượng trong nỗ lực tìm kiếm giải cứu, gây ra những phức tạp đối với chính quyền. Xét về mặt tâm lý cảm xúc, người nước ngoài cũng không nhất thiết sẽ đối tốt với những người mà họ đang bảo vệ. Một nghiên cứu cho thấy, khi các chiến binh nước ngoài được triển khai, bạo lực chống lại dân thường sẽ tăng lên. Nếu các chiến binh nước ngoài tự ý xuất trận, họ có thể chiến đấu dũng cảm nhưng điều đó có thể phản tác dụng về lâu dài khi sự nhiệt tình quá mức đôi khi sẽ gây ra rắc rối. Nói chung, tuyển mộ các công dân nước ngoài trở thành chiến binh là một ý tưởng tồi, ngay cả trong những trường hợp như Ukraine, khi được Tổng thống Zelensky đích thân kêu gọi và các quốc gia ủng hộ công dân tham gia tình nguyện.